Ban Chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo tổ chức đón nhận hơn 130 chiến sĩ mới. Đây là những chiến sĩ nhập ngũ đầu năm 2024 đến từ các địa phương trong tỉnh, đã hoàn thành khóa huấn luyện tại Trung đoàn Binh đạm và Đại đội Trinh sát, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Trong quá trình huấn luyện, các chiến sĩ đã hoàn thành tốt các nội dung chương trình theo khung huấn luyện. 100% chiến sĩ đều an tâm tu dưỡng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.